Chào các bác, những chiếc đồng hồ cổ không bao giờ làm các bác thất vọng đúng không ạ? Và đây là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Jura. Các bác có thể thấy chúng ta có một chiếc đồng hồ nó mang một vẻ đẹp cực kỳ là sang trọng. Có thể nói là đỉnh của đỉnh. Gần như là các bác sẽ rất là khó để bắt gặp được những chiếc đồng hồ Jura mà nó mang một thiết kế thùng hoa văn sang trọng và tinh tế như các bác đang nhìn đây. Được tô điểm thêm một phần mặt số nổi mạ chrome này, kim mạ chrome. Đặc biệt là chúng ta sẽ có một phần kính dưới tráng gương cách điệu để nộ một quả nắc bên trong cũng được mạ chrome rất là sáng. Một thiết kế có thể nói là sẽ làm hài lòng tất cả các bác yêu thích đồng hồ cổ. Đặc biệt là những bác nào mà thích vẻ đẹp và sang trọng thì đây là một chiếc cực kỳ là lý tưởng để các bác lựa chọn. Và những chiếc như các bác đang nhìn trên màn hình nhỏ đây thì khẳng định với các bác một điều là sẽ không còn nhiều và gần như là không còn nữa đâu ạ. Nên các bác mà ưa thích thì các bác phải sưu tầm ngay. Tại vì những mẫu thiết kế này nó được sản xuất với số lượng rất là giới hạn. Chính vì là sản xuất ở số lượng giới hạn nên được chỉnh chu từng chi tiết nhỏ một. Rất là đẹp đúng không các bác? Bây giờ em sẽ đi sát lại và thử tiếng chuông để các bác cùng em được thưởng âm thanh của chiếc đồng hồ Jura. Nó mang một vẻ đẹp cao cấp. Các bác có thể thấy chúng ta sẽ có thùng vân nu các bác nhé. Thùng vân nu đây. Được thiết kế với phần cánh cong rất là uyển chuyển này. Hai bên cánh cong rất là uyển chuyển nha. Chúng ta sẽ có một chùm hoa được thiết kế với một kích thước rất là lớn, chùm hoa nổi nha. Với hai cột song trụ hai bên được thiết kế đối xứng để tạo nên điểm nhấn này, nổi bật cho cái phần mặt số của thương hiệu Jura, số nổi này. Đi xuống dưới chúng ta sẽ có một phần kính trắng gương được sản xuất khá là lâu rồi đúng không ạ, nhưng mà nó còn giữ được nguyên cái vẻ đẹp nguyên bản. Một chiếc tay cầm bằng kim loại nha các bác nhá, cũng được mạ chrome ăn nhập luôn. Một thiết kế có thể nói là tuyệt vời. Chiếc thùng này em đảm bảo với các bác là nguyên zin và có thể nói là nó đạt độ mới cực kỳ là cao, gần như là không có một vết xước nào các bác nhá. Gần như là không có một vết xước nào. Rồi, đi vào phần bên trong để các bác được ngắm kỹ hơn này. Đây là thiết kế bên trong. Từ cái phần nẹp chèn kính này đến cái phần đinh chốt này, rồi đến phần bản lề bên trong này, tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo các bác ạ. Ốc chốt tường hai bên này, các đầu dây khóa này. Rồi đến một phần mặt số của thương hiệu Jura này. Chúng ta sẽ có logo Jura đúng không ạ? Từng số số 1 này, rất là đẹp đúng không các bác? Số rất là sắc nét luôn. Rồi, để các bác không phải đợi lâu thì em cũng xin phép là thử luôn tiếng chuông để các bác cùng em được thưởng âm thanh của một chiếc đồng hồ Jura đẹp. Âm thanh cực kỳ là tuyệt vời đúng không các bác? Đến từ một chiếc đồng hồ Jura, chúng ta sẽ có bên điểm nhạc là gông thép để tạo nên âm thanh trong và ngân vang. Còn bên đồng chúng ta sẽ có một bên điểm giờ rất là trầm ấm và ngân nữa để giúp các bác trong quá trình mình sử dụng sẽ rất là êm tai và không bao giờ bị chói tai.
chúng ta sẽ còn nguyên cái thanh bắt chống máy các bác nhá. Nguyên thanh bắt chống máy này, bộ máy vách đồng xuống màu đều rất là đẹp này. Nói chung tất cả mọi thứ của chiếc đồng hồ Zula các bác đang nhìn đây đều được thiết kế rất là hoàn hảo, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ một các bác nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ Vang Vọng.